Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên không chạm, nơi vạn vật được kết nối với nhau theo cách tự nhiên nhất có thể, bằng chính giọng nói của con người. Hãy tưởng tượng, một ngày chúng ta di chuyển, làm việc, học tập, giải trí và thư giãn chỉ với một trợ lý ảo thông minh được phát triển từ VinBase, nền tảng trí tuệ nhân tạo đa nhận thức toàn diện. Tại sao không? Hey Vivi, chào buổi sáng. Chào Trang, bây giờ là 7 giờ. Nhiệt độ ngoài trời đang là 36 độ, về trưa dự báo tăng lên 39 độ. Bạn nhớ đem theo ô khi ra ngoài nhé. Hey VinFast, tắt điện phòng khách. Đang tắt điện phòng khách. Tôi nóng quá. Đã giảm điều hòa xuống 2 độ C và tăng quạt gió lên mức 5. Điều chỉnh quạt gió hướng mặt. Đã chỉnh hướng quạt gió. Thay đổi đèn viền nội thất sang màu đỏ. Đã đổi đèn viền nội thất sang màu đỏ. Hey VinFast, kiểm tra các tin nhắn chưa đọc. Anh có một tin nhắn đến từ Giang trợ lý. Em đọc nhé. Ok. Nội dung tin nhắn là: phía đối tác muốn meeting lúc 4 giờ chiều mai anh ạ. Anh có muốn trả lời không? Anh có. Anh muốn gửi tin gì? Ok Giang, set up lịch họp cho anh. Anh nhắn nội dung: ok Giang, set up lịch họp cho anh, cho Giang trợ lý. Em gửi nhé. Gửi đi. Đã gửi tin nhắn. Hi VinFast, thông tin chứng khoán hôm nay thế nào? Hiện tìm thấy những tin sau. Tin số 1, thị trường giao dịch sôi động trở lại. Tin số 2, cần tăng cung tiền gấp cho nền kinh tế. Tin số 3, lựa chọn kênh đầu tư cho năm 2023. Anh muốn nghe chi tiết tin số mấy? Số 1. Anh Minh ơi, tổng giám đốc yêu cầu họp gấp, anh sắp đến chưa ạ? Hi VinFast, tìm được nhanh nhất đến Tham City cho tôi. Không chỉ dừng lại ở sản phẩm trợ lý ảo, VinBase còn mang đến các sản phẩm tùy chỉnh giúp doanh nghiệp tự xây dựng các trợ lý ảo cho riêng mình như Smart Meeting, quản gia thông minh. Hey, Vivi, bật chế độ ghi âm bên bàn cuộc họp. Hey VinHome, đăng ký cho tôi lịch sân tennis khác. Quý cư dân vui lòng điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn dưới đây để hoàn tất thủ tục đặt tiện ích sân tennis. Hi VinFast, hiển thị mật độ giao thông tại Minh Khai. Đã hiển thị mật độ giao thông. Em chào anh Minh, em là tổng đài phiên ảo từ cửa hàng trang sức Diamond. Anh có đặt bên em một món quà kỷ niệm ngày cưới. Hiện tại quà của anh đã được chuẩn bị xong. Anh thu xếp thời gian qua cửa hàng nhận đồ giúp em nhé ạ. Ok em, bây giờ anh qua đây. VinBase Coolbot có thể tạo lập các luồng cuộc gọi tự động với tốc độ phản hồi nhanh và ngữ điệu tự nhiên. VinBase Chatbot giúp tự động hóa quy trình hội thoại giữa doanh nghiệp và khách hàng, cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc 24/7. Hey, Vivi, bật bài hát tôi yêu thích. Với lợi thế về dữ liệu lớn và khả năng phân tích chuyên sâu, VinBig Data tự hào mang đến VinBase, nền tảng trí tuệ nhân tạo đa nhận thức toàn diện, có thể tích hợp đa kênh và ứng dụng linh hoạt trong đa lĩnh vực, mang đến những trải nghiệm tiện nghi và mượt mà hơn bao giờ hết thông qua giọng nói. Bật đèn. Tắt đèn. Bật đèn. Hey Vivi, tình yêu là gì? Hoa hồng màu đỏ, violet màu xanh, tình yêu đẹp nhất là dành cho anh. Tắt đèn. Chúc ngủ ngon.